Vâng, em Tùng Vĩ hôm nay xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em có gửi vào trong Sài Gòn một bộ dàn máy karaoke với cấu hình các bác cùng tham khảo mẫu loa của bên em và súp và đẩy và vang và mic. Bộ dàn máy thì là nhập chính hãng của công ty PS và loa full thì là TL Audio, là mẫu loa của bên em là lắp ráp lên nhé. Lắp ráp lên và là cấu hình này, cấu hình cực kỳ VIP luôn. Thì cái ruột loa của bên trong nhé, các bác bình thường các bác đi mua loa các bác không thể nào biết ở bên trong ruột loa là có những cái gì. Thì em cũng nói luôn, nếu anh em muốn xem ruột loa, anh em có thể vào Zalo để Tùng Nguyễn gửi trực tiếp ruột loa, bán hàng thực tế mà. Có như nào thì em nói như thế, và có ruột loa như nào thì em gửi cho các bác mẫu như thế. Ruột loa là bát LG335 bát 30 từ 19-76 và tép LG nắp nhôm hình bông hoa. Chỉ có bên Tùng Nguyễn Audio bán về linh kiện, Tùng Nguyễn mới phân tích rõ ràng như thế. Và súp là hàng nhập nguyên thùng, tất cả bộ dàn máy đều là nhập nguyên thùng hết, nhưng chỉ có một đôi loa này là linh kiện nhập từ bên Trung Quốc và hàng chính hãng của LG và loa của em lắp ráp lên. Thùng của nó là thùng sơn sần và gỗ ván ép nhá. Thùng gỗ ván là gỗ xịn luôn. Chôn xen em bác các bác nhé. Một bát và một chắc kèn, thùng cân và sâu về bên trong hơn các loại thùng khác 2 cm. Và súp điện mà 40 BJK này sử dụng của bát là từ 19-76. Ngày hôm nay thì bộ dàn này chơi Trung thu đúng không ạ? Bộ dàn này mua về để chuẩn bị chơi Trung thu. Và chưa hết tháng 7 đâu, các bác đã sắm dàn để chơi Trung thu, là chơi từ giờ đến Tết luôn. Và con đẩy PS Audio có mã là PS Audio có mã là đời của nó là đời LA, là đời phiên bản cao cấp 600W một kênh. Sử dụng máy LA6002 600W trên một kênh, đánh loa full 30 từ 19-76, đánh full 40 từ 19-76. Có màn hình LED, đây là đời cao cấp của PS. Và một con vang của PS Audio có mã là SV99. Con này lúng nhôm và có tất cả các cổng ăn chơi như USB, cổng qua Bluetooth. Và con vang này khi các bác kết nối các cái dòng đều chỉnh cơ hết, nhưng nó có lai số. Khi các bác chỉnh effect này rồi là delay jbit thì nó sẽ hiển thị số ở đây, và nó có phần mềm là lai số này lúng nhôm. Thì các bác cùng nhìn này, em chỉnh to nhạc to nhá thì nó lên này. Music này các bác nhìn music 1, 2, 3, 4, 5 chưa? Rất là sáng và hát là rất là hay và sáng tiếng luôn. Bộ dàn này bộ dàn VIP cho khách hàng. Và đây là một con mic PS của nó có mã là G500 Plus. Đây là phiên bản mới của mic PS, tay mic màu bạc nhá, G500 Plus. Và đầy đủ bộ dàn này bao ship toàn quốc cho tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc nhá. Bao ship toàn quốc và súp điện này đánh được cả điện và cả hơi. Bao ship toàn quốc và tặng kèm cả dây rắc đầy đủ cho khách hàng. Bộ dàn máy này có giá là 21.500.000 bao ship toàn quốc và lắp cấu hình VIP cho tất cả các bác, từ vang, mic, đẩy và loa và súp. Anh em có nhu cầu quan tâm đến bộ dàn karaoke gia đình về chơi Trung thu này, hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Nhà em chuyên cung cấp về thiết bị âm thanh và lắp đặt các cấu hình loa hàng đặt và hàng cực kỳ cao cấp. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé.